Nếu voucher 200 ngàn, bạn mua một món 200 ngàn thì tất nhiên là mình không có hoa hồng ha. À, làm rõ cái điều đó trước. Rồi thứ hai là cái cách mà chúng ta xem chính xác nhất là chúng ta sẽ vào cái phần báo cáo. Làm có hoa hồng rồi mà không có ghi nhận ở trên cái tài khoản tiếp thị liên kết Shopee. Cái câu hỏi này nó cũng hơi mông lung, nhưng mà mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách xem trực tiếp ở trên laptop nha. Còn ở trên điện thoại thì nó hơi khó xem một tí xíu dành cho những bạn mới. Các bạn nếu mà các bạn đã tự tay mua thử một sản phẩm thông qua cái link của mình làm tiếp thị liên kết á, thì sau đó nếu mà đơn hàng đã hoàn thành rồi đó, sau đó khoảng 2 ngày thì các bạn sẽ thấy được ở trên màn hình hiển thị đây nè, là cái dữ liệu là ok, cái lượt click, tỷ lệ chuyển đổi và cái giá trị đơn hàng đó. Ở đây chưa nói về cái sản phẩm chi tiết nha, đây là cái trang tổng quan để các bạn biết là nhìn vô là chúng ta biết là hoạt động của chúng ta đang diễn ra như thế nào khi mà chúng ta làm tiếp thị liên kết. Rồi, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ trở lại với cái nội dung mà câu hỏi ban đầu của các bạn thành viên bạn đưa ra là tại sao bạn không có thấy được hoa hồng. Chúng ta sẽ làm rõ hai vấn đề. Một, bạn mua rồi thì bạn có phải mua bằng voucher hay không? Nếu voucher 200 ngàn, bạn mua một món 200 ngàn thì tất nhiên là mình không có hoa hồng ha. Làm rõ cái điều đó trước. Rồi thứ hai là cái cách mà chúng ta xem chính xác nhất là chúng ta sẽ vào cái phần báo cáo. Bây giờ mình sẽ sử dụng một cái tài khoản bất kỳ ở trên này các bạn thấy ha. Đây là một trong những cái tài khoản Shopee của mình đã từng làm demo cho các bạn xem. Thì các bạn cũng thấy nó cũng có phát sinh đơn hàng đó. Thì ở đây chúng ta sẽ vào phần báo cáo. Do phần báo cáo giúp mình. Thì ở đây là báo cáo chuyển đổi. Đầu tiên báo cáo chuyển đổi là gì? Là chuyển đổi từ click sang mua hàng. Vì bây giờ mình sẽ đi coi click trước nè. Các bạn thấy không? Đa số là những cái click của mình nè, nó đến từ kênh YouTube, YouTube mới nè, đó toàn Sài Gòn rồi ha. Các bạn cũng thấy ha. Đó thì nó đến từ đâu là người giới thiệu nè, là từ YouTube của mình. Làm sao để mà biết được là ai được là người giới thiệu từ YouTube hay này nọ thì mình sẽ có một cái video hướng dẫn các bạn sau. Sau khi mà chúng ta sẽ hiểu cái video này. Rồi, chúng ta sẽ biết được là hàng ngày có bao nhiêu click nè, các bạn để ý thời gian click nè, thời gian click là bao lâu nè. Rồi sau đó chúng ta sẽ so sánh ok, cái click này nó có chuyển đổi hay là không. Chúng ta sẽ qua đây. Thì các bạn có thể xem theo thời gian ha, cái thời gian ở trên này. Các bạn chọn cái ngày rồi các bạn xem thôi, chứ không có gì khó cả. Rồi ở dưới các bạn kéo xuống. Các bạn thấy chưa nè? Ở đây là thời gian click nó tương ứng với thời gian mua hàng. Và cái loại sản phẩm này nó đã được mua chưa hay là họ đã mua rồi họ hủy đơn hàng đó. Lưu ý thứ hai nha, họ mua xong rồi họ hủy đơn hàng đó thì các bạn cũng không có hoa hồng nhớ nha. Đó các bạn thấy ha, ở đây giá trị đơn hàng đang đang chờ xử lý nè. Thì các bạn để ý giúp mình, chúng ta xem báo cáo thì chúng ta xem ở trên laptop, nó dễ dàng hơn cái việc các bạn xem ở trên cái điện thoại. Đó thì có hai điều cơ bản các bạn cần phải xác minh giúp mình. Một là cái người đó họ mua bằng voucher. Thứ hai là họ mua xong họ có hủy đơn hàng hay không. Các bạn xem giúp mình hai cái vấn đề đó sẽ trả lời được cho câu hỏi là ủa tại sao có người mua của em 7, 8, 10, 20 ngày rồi mà em không thấy hoa hồng. Ok. Rồi mà nếu các bạn chưa hiểu hay là chưa biết gì về cái tiếp thị liên kết Shopee, các bạn có thể vô kênh toancao.com, các bạn tìm lại là hướng dẫn làm tiếp thị liên kết Shopee từ A đến Z, là đảm bảo các bạn có thể hiểu được vấn đề mà mình đang nói. Với lại dành cho những cái bạn mới đang xem cái video này chưa hiểu gì cả thì các bạn có thể vô cái video đó. Các bạn có thể vô cái video đó để mà xem. Mình sẽ để cái video đó ở bên dưới kênh YouTube này. Dưới cái mô tả các bạn có thể nhấn vào xem chi tiết ha. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video hướng dẫn cái cách mà chúng ta xem báo cáo trên tài khoản tiếp thị liên kết Shopee này. Cách mà chúng ta xem báo cáo trên tài khoản tiếp thị liên kết Shopee này bằng laptop. Lưu ý là bằng laptop nha các bạn. Rồi nếu mà các bạn thấy hữu ích nhớ nhấn follow kênh YouTube này để các mình sẽ ra các nội dung hữu ích dành cho các bạn nếu. Thank you.